Hello và chào mừng các bạn đã tới với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại tập 7 của Minecraft Thợ Săn Kho Báu. Thì trong thời gian offline thì mình đã di chuyển tới cái chỗ này rồi. Và mình đang đi mai để mà tìm cái loại đá nên các bạn ơi. Rồi, cái đá andesite đây là loại này, để chúng ta có thể kích hoạt được viên kho báu thứ ba để chúng ta đi khám phá ba cái chỗ kho báu luôn cho nó xịn. Cho nên là mình đang đi xuống một cái ravine cũng tương đối là gần nhà để khám phá. Ôi trời. Ôi, ở đây lại là một cái quả cầu nữa kìa. Quả cầu này y chang lần trước mình đã từng khám phá được đúng không? Nó nằm ở vị trí này này, đây đây. Hình như giống nhau luôn á. Một cái bánh cùng này nó còn to hơn nữa các bạn ơi. Như kiểu đó là một thiên thạch vậy đấy. Ủa, ở đây có công trình gì nữa này. Cái này thì mình chưa biết luôn ấy. Nói chung là cũng tương đối đặc biệt. Ở đây thì mình vẫn đang đi tìm loại đá đó nhưng mà chưa có. Chắc là bây giờ mình sẽ sửa chữa cho cái cúp này chút xíu nha. Vậy mai đóng này để cho nó sửa chữa lại được tí nào hay tí đó đi. Ok. Tiếp tục go. Nãy giờ mình tìm ấy, khắp cái đồ viên mà chưa thấy cái loại đá đó xuất hiện. Mình cũng không hiểu sao luôn. Ôi, và trong tập hôm nay mình còn dự định chế tạo một cái loại cánh nữa các bạn ơi. Một loại thuốc giúp mình có thể bay được, gọi là siêu đỉnh luôn. Thôi chút xíu mình sẽ chế tạo thử nhá. Nghe nói là nó rất là xịn sò luôn. Ơ nhưng mà vàng cần này. Nhưng mà cái loại đá đó sao hiếm như vậy ta? Mình nhớ loại đá nó đâu có hiếm tới cỡ vậy đâu ta. Bây giờ thì tìm không thấy luôn. Rồi luôn, như vậy là đi hết cái ravine luôn rồi. Su cơ na thiệt. Mình tranh thủ lên cái tòa tháp này để mình chơm thêm tí vàng các bạn ơi. Tại vì trên đây nó sẽ giúp mình có vàng, chế tạo táo vàng, chế tạo thuốc nữa. Ok, chơm thôi. Nice. Và các cái waystone này nữa. Mặc dù chưa có thể dùng được nhưng mà tao cứ chơm đi. Ở đây thì phá cái lò spawn của Vex. Đó. Như vậy là giải quyết hết tất cả. Và rương ở đây thì cũng xịn không kém nha. Ở đây chúng ta sẽ có được những cái miếng da này. Mình đang muốn làm thêm da thuộc ấy. Những cái ba lô ấy, cho nên cứ lấy về đi ha. Khoáng sản đồ này. Đây. Lại làm cái bản đồ nó dạng ở dưới những cái tầng sâu. Cái này thì cũng khá là quen thuộc đúng không? Ồ, nó cũng khá là gần ấy. Mà tuy nhiên thì tôi không cần cái này cho lắm. Cho nên là mình sẽ không có khám phá cái bản đồ đâu. Mình sẽ cần tìm bản đồ khác đấy. Ui. À, mấy anh bạn. Nhờn này. Phá lò spawn cái. Đó, lượm tiền liền. Nhờn này. Nhờn của chúng tôi. Với chúng tôi. Vẫn spawn ra kịp sao? Từ lúc có kiếm kim cương thì nó cũng sẽ đơn giản hơn ấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cần cố gắng tìm cái loại kiếm khác nó xịn hơn. Ủa, trời ơi, táo vàng luôn. Ngon. Như vậy thì đỡ hơn rất là nhiều đấy. Lấy thêm nem thét về thôi. Wow, có táo vàng luôn các bạn ơi. Như vậy là mình vô tình tìm được cả stack vàng ở đây ấy. Ok. Và phá cái chỗ này đi. Cả con zombie này nữa. Mình nhớ trời gần tối rồi. Nhưng mà mình có đem theo cái đường ở trong cái ba lô đỏ của mình ấy. Ở lòng cái giường chứ. Ủa, ẩu rồi đó. Chứ là tôi để cái giường ở nhà rồi. Ấu thật sự các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ có được thêm những cái loại khoáng sản khác. Có cái đồng rồi nữa. Bánh mì thì mình có nhiều rồi. Chắc lấy khoảng bao nhiêu đây thôi. Và xuống tới cái tầng thấp nhất đúng không? Vẫn chưa. Anh bạn à. Ẩu rồi đó. Ẩu rồi. Nhường này. Mình mới đang trên đường tiến tới các công trình khác các bạn ơi. Để có thể loot được. Nhường này. Và phá cái lòng spawn đi. Tính ra mấy lòng spawn này chúng ta vẫn làm máy farm được đó nhờ. Nó cũng tôi nói thiệt. Những quyển sách khá là lạ. Như vậy thì chỗ này cũng cho mình được khá nhiều đồ xịn các bạn ơi. Cất sạch vô mấy cái chỗ này. Có quyển sách lạ này, chắc là mình sẽ tìm hiểu sau nhá. Ok. Cái khối kim cương này lúc nãy là mình đã tìm được trên đường đi này. Cũng tương đối là ngon lành. Hai quả táo vàng nữa. Đây là quyển sách hướng dẫn về cái loại mấy cái loại này nè. Ôi, mình sẽ để dành. Mình sẽ cố gắng mình học nhá. Đêm nay chúng ta sẽ khám phá ở trong đêm tối luôn đi. Mình nghĩ sẽ có điều thú vị phết đấy. Ok. Ở ngoài đây thì nó sẽ không có nhiều quái vật đâu. Thường ở trong mấy cái chỗ kho báu nó mới có thôi. Cho nên là mình có thể đi thoải mái. Một cái ngôi đền. Ở đây là một cái ngôi đền các bạn ơi. Thật sự lấy con zombie này cái. Sẵn tiện tôi sửa chữa cho cái cúp này luôn. Lấy kinh nghiệm sửa chữa luôn. Good job. Để xem coi. Nó là cái công trình gì. Nhìn nó có những cái đầu lâu ở đây các bạn ơi. Nhện à. Come here baby. Ôi cha mày ơi. Tụi này cũng đông phết. Nhờn này. Như nào. Hình như vẫn còn một tên skeleton nữa. Ôi sao tốc độ của nó nhanh đó các bạn. Nó có cái chiêu nó vồ vô ấy. Nhìn cũng đáng sợ đấy. Ở trong đây nó có đồ xịn không? Ở đây có đá andesite này. Gom miếng đi. Wow. Tính ra tôi gom đá andesite về luôn á. Ai ngờ. Thấy nguyên cái tầng hầm dưới đây luôn. Power one. Bớt cái này đi. Emerald. Long spawn luôn.
Ok, đây có gì ạ? Ở đây thì không, trong rương thì có cho mình được mấy cái thứ này, tương đó là được nha. Nhưng mà ở đây thì có cho mình được 5 đá andesite thôi. Ủa, andesite chứ, cũng không nhiều cho lắm. Nhưng mà thôi có cũng như, có là cũng khá là được rồi. Vô tình thì tìm thấy một cái tầng hầm dưới đây luôn chứ. Trên bản đồ thì vẫn còn khu vực này nè. Mình không biết đó là khu vực gì nữa. Hay có tiến tới thử tới cho đó xem sao. Ủa, bắt đầu ngoài sinh ra nhiều quái vật rồi. À, nó là dạng khu mộ hả? Buổi tối thì cũng nhiều quái vật đấy. Đúng rồi các bạn ơi, nó là dạng một khu mộ thế này nè. Rồi thôi, chắc là mình sẽ không khám phá chỗ này đâu. Bây giờ cố gắng đi tìm thêm cái hang khác để mà đạt nhanh cái số lượng đá mà mình cần cái đã. Không hiểu sao mà nãy giờ mình đi tìm khắp hết mọi ngóc ngách của cái hang luôn. Có cái hang to chà bá luôn các bạn ơi. Nhưng kim cương hả? Không phải. Nhưng mà vẫn không tìm được bất kỳ cái quặng nào mà chứa cái loại đá andesite này luôn. Tôi không hiểu nữa. Mà thậm chí là mình muốn tìm cái loại đá này nè, cái loại đá diorite này này, nhưng vẫn không tìm được luôn. Để mà có thể chế tạo ra cái đá andesite ấy, vẫn không có luôn. Chả hiểu sao. Toàn mấy loại đá gì đó không hả các bạn à. Đây, tìm phải gọi là sắp mặt luôn á. Nhưng mà cái này thì cũng được đó. Cái này thì tôi cũng thích đó. Đó, được 15 viên kim cương. Nhưng mà hơi tiếc một cái là nó không có thứ mình cần thôi. Ở đây thì mình gặp một khu mỏ bỏ hoang nữa chứ. Và để coi coi có cái rương nào an ủi cho tôi không. Nếu không có chắc là mình đi về mình dùng hai cái đá kia mình kích hoạt cũng được các bạn ơi. Đây, mình có hai viên rồi. Còn mấy cái kia mình sẽ tính sao cũng được. Cái này là Rocky Stone chứ không phải là đá mình cần luôn. Không biết là nó nằm ở những cái tầng sâu hay là thế nào nữa. Nhưng mình nhớ là trong Minecraft nó có nhiều mà ta. Chả hiểu sao nữa. Tôi tới cái ravine mà toàn mấy cái loại đá xịn không này. Buổi sáng rồi nên mình có dịp quay trở lại đây để mà khám phá chút xíu. Coi coi, chúng ta có loot được cái gì hay không. Ơi, ơi cái gì đấy? Sao nhiều cái đe thế? Nhiều cái đe lắm các bạn ơi. Trời, lấy cái đe này về sau này chúng ta còn còn ghép đồ nữa, nó là biết bao nhiêu sắt luôn ấy. Cha cha lộ thiệt, trước tiên mà lấy tầm 9 cái đe thôi ha. Sau này cần thêm quay lại lấy, quay lại đây lấy. Trời, lẹo cái lưỡi luôn. Wow, xịn nha, nhiều lắm. Có dấu rương không? Nghĩa thường mấy cái này nó hay giấu cái rương dữ lắm. À đây, biết ngay. Nhưng mà phải có những thứ mình cần cơ. Để coi coi cái nào nó giấu cái đường nhá, là một cái đường được giấu rồi nhá. Để xem coi thường ở chỗ này sẽ có bao nhiêu cái đường cho mình. Đây, cái thứ hai này nó thường là xương với sợi chỉ thôi các bạn ơi, nó đúng kiểu là ngôi mộ bình thường luôn ấy. Nhưng cái này thì khác, có cái kim cương nữa cơ. Ở đây nó có thẳng bên ngoài luôn này, hay nhờ. Tiếp 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 thử vào mai. À, ở đây có những cái sợi chỉ này nhá. Sau này mà mình có cái nhiệm vụ nào cần tới lấy thì mình sẽ gom mấy sợi chỉ này về. Đó, ở đây là một chỗ tương đối lý tưởng đấy. Đây lại là một cái rương. Ôi, không có gì trong đó luôn. Ôi, nhưng mà ở đây thì ở đây có đá andesite này. Nhưng mà lâu lâu nó có một viên à. Có cả mấy cái hopper để mình có thể làm máy farm nữa này. Ôi trời, nó mắc kẹt vô đây rồi. Lấy thêm một tí. Bây giờ chắc là mình sẽ gom hết mấy cái này về. Rồi khi nào mà mình cần tới những cái hopper hay là mấy cái gọi là cái đe này á thì sau này chúng ta sẽ lại chúng ta loot nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ gom cái này càng nhiều càng tốt và đi về thôi. Ở nhà mình thì cũng có một ít loại đá này nhưng mà nếu mà tính tổng thể lại thì chắc chắn là không có đủ đâu. Đây, nó cũng có này nhưng mà chắc chắn là không đủ các bạn ơi. Bây giờ mình có khoảng 29 thôi, chắc là chúng ta cũng chỉ có thể dành dụm thôi các bạn ơi, chưa thể sử dụng được đâu. Đây, ở đây 118 cơ. Ôi, coi như chúng ta sẽ bỏ viên đá này đi. Bây giờ mình thử lấy là cái bàn này nhá. Ủa giờ bây giờ mình đặt lại cái này thì nó vẫn là vậy đúng không? Giờ mình không lấy cái này nữa, mình bỏ cái này, bỏ cái viên nó ra thì bằng cách nào nhỉ? Nó có tự động rớt ra không? Để mình thử cái viên khác thử coi. Mình còn 3 viên nữa nè. Mình thử một viên này thử coi. Hay là tất cả nó bắt buộc phải là đều giống nhau hết? À, có vẻ như là đều giống nhau hết rồi. Mình bắt buộc phải phải chịu những công thức này các bạn ơi. Cho nên là vẫn phải cố đi tìm. Thôi không sao, mình sẽ lo được. Chúng ta vẫn còn hai viên này. Thì trong thời gian offline mình cũng đã sắp xếp lại nhà mình chút xíu để cho nó gọn gàng hơn một tí các bạn ơi. Nói chung là cũng được một chút thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị kích hoạt thôi. Nhưng mà trước tiên mình cần một ông dân làng để mà chúng ta có thể trao đổi các bạn ơi. Chắc là mình sẽ chuẩn bị để mà bay qua những cái làng khác. Rồi chúng ta sẽ gọi là học về cho làng để mà trao đổi cuốn sách vô hạn các bạn ơi. Để bắn cung cho nó thoải mái con gà hơn. Nhưng mà trước khi đi qua thì mình đang muốn chế tạo một loại thuốc các bạn ơi. Mình vừa làm mấy thuốc rơi chậm từ cái da phantom đây. Bên đây thì mình đã chế tạo thêm một cái chỗ để mà làm thuốc hồi máu. Đây, bỏ cái này vô để cho nó lên thành level 2. Bây giờ thì từ cái này mình có thể biến ra
một cái loại thuốc cho mình đôi cánh các bạn ơi, rất là xịn sò con bò luôn. Đây đây mình sẽ search các bạn xem. Đây những cái vị thuốc này nè, thì chúng ta sẽ có rất nhiều loại cánh khác nhau. Từ từ mình sẽ cần search thử xem coi. Đây là cánh thiên thần thì phải từ cái lông. À, cái này là đôi cánh gì đó, đôi cánh bảy sắc cầu vồng từ màu đỏ, đôi cánh từ slime. Ôi, mình thích cánh bướm đâu quá. Hay chúng ta làm cánh bướm nha. Ở ngoài ra thì có cánh khác nè. À, còn cánh rồng thì từ da thuộc. Ở cái này mình đang có da thuộc luôn. Mình dự định làm thuốc này. Bây giờ trong tập hôm nay chắc mình sẽ làm hai loại thuốc đi, là thuốc cánh bướm và thuốc cánh rồng. Giờ đi cho nó sang. Ok, mình có đang muốn test thử ấy. Bỏ cái này vô chắc nó sẽ được á ha. Hy vọng là thế. Bên đây thuốc đã xong rồi. Tiếp tục mình sẽ bỏ ba chai khác vô và cho nó thành thuốc kỳ quặc. Đó, chế thuốc nó phải chế như thế này. Rồi bay qua mấy cái làng rồi chúng ta học việc bên đó luôn. Nó sẽ rất là nhanh gọn lẹ luôn ấy. Đây chắc là có cái quyển sách này vô đi. Ok. Tiệt cả là vời. Thuốc cánh rồng thiệt. Ba lọ. Ừ, như vậy là mình uống được cũng hơi xịn đó nha. Từ từ, mình sẽ cần chế tạo thêm 1, 2, 3. Thêm một ít mấy cái lọ khác nữa. Chúng ta gần hết rồi. Đây, mấy cái bottle. Bỏ vô. Và cho nó thuốc kỳ quặc trước. À, nice. Cánh bướm thì phải cần màu của Lully đúng không? Màu của Lully thì rất là đơn giản các bạn ơi. Tôi có rất nhiều khoáng sản này. Tiệt cả là vời nha. Ở đây tiếp tục bỏ cái loại thuốc hồi máu là cái gì quên rồi. Táo vàng, tôi vẫn còn một quả. Ok, công nhận là thốn thì các bạn ơi. Táo vàng trong đây siêu thốn luôn. Bây giờ thì thử là cánh bướm nha. Ủa, hình như là màu khác thì phải. Blue dye. À quên, trời ơi tôi bị khờ các bạn ơi. Tôi phải bỏ bỏ cái da phantom vô trước chứ. Thiệt tình à. Hàng chiến thắng có lạ lạ kiểu gì á. Xong cái này rồi thì cất vô trong đây cho nó sạch sẽ coi. Mình không biết là những cái thuốc này á, khi chúng ta uống vô ấy, rồi mình thoát ra vào lại á, nó có bị mất cái hiệu ứng hay không. Chút xíu thì mình sẽ test thử luôn. Còn bây giờ thì nung xong chưa mấy bro. Ở đây chúng ta đã có thuốc này và bỏ vô. Yes, thành công rồi. Tuyệt vời ơi. Mình cất cái màn da phantom này để dành cho sau này nhá. Có lẽ mình sẽ cần tìm mấy cái này nhiều hơn ấy. Ở đây thì bỏ thêm một đá phát sáng vô nữa là chúng ta sẽ có thêm thuốc hồi máu. Mấy cái này tiếc là không stack lại được với nhau. Cánh bướm bướm này. Wow. Bây giờ mình đeo cánh nào cho nó ngầu nhờ. Cánh bướm thì nhìn nó sẽ không có ngầu đâu, nhìn nó công chúa lắm. Thôi chúng ta sẽ đeo trước cánh rồng đi. Rồi thôi, mình làm cánh bướm luôn chứ. Uống một phát. Ôi sao không uống được nhờ. Uống này. Rồi. À. Tôi đã có cánh bướm rồi. Nhưng mà bay bằng cách nào nhờ? Chắc là mình phải còn setting lại cái nút bay nữa chúng ta mới bay được các bạn ơi. Nhưng mà wow. Nhìn nó hài thật sự, nhưng mà hiệu ứng của nó gọi là như kiểu là vô cực này. Ủa như vậy uống một phát là dùng tới cuối series luôn hả? Nghe có vẻ ngầu đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ setting lại rồi sau đó chúng ta sẽ bay qua một cái làng nào đó đi. Hiện tại thì gần nhà mình đang có hai cái làng. Không biết cái làng này còn dân làng ta. Để mình sẽ test thử cái làng bên đây đi. Chút xíu mình sẽ bay qua đó. Bây giờ ngủ giấc cái đã. Thử nhá, thử nhá. Bây giờ tới chuyên một thử rồi. Ok, chúng ta bay thẳng vào hướng này. Trời ơi. Tiếu thật đó, tụi mình kết hợp mấy cái skill này coi. Wow, cũng được luôn nè. Nó không bị mất cái gì hết à. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ đói rất là nhanh đấy. Nhưng mà mình đã có trang bị rất nhiều thức ăn rồi, tự động ăn rồi. Cho nên chúng ta chỉ việc bay thôi, không cần làm gì hết. Bây giờ phải cần tìm một anh dân làng này. À đây rồi các bạn ơi. Có ông dân làng, cái nghề của ông hiện tại là cái gì vậy ta? Hình như là cái nghề của ông là từ cái này luôn hay sao ấy. Mình sẽ cần... chắc là từ cái này hả? Có mất việc không? À cái này. Mất việc rồi, học việc quá đi. Đó, tuyệt vời. Rồi, bây giờ trao đổi cuốn sách vô hạn thôi là được. Mình vừa cầm cái này rồi. Có nên vứt không ta? Có một dạng sách có thể học được ấy. Bây giờ thì tìm cuốn sách vô hạn thôi. Hình như là Infinity đúng không? Cố gắng lên, cố gắng lên. Đó. Sắc bén 5. Tính ra nhiều dòng lắm các bạn ơi. Tìm xíu là được liền à. Mình nhớ cái dòng Infinity ấy. Lần trước mình trao đổi nó được rất là nhanh các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ cần lấy tầm 13 Emerald là đủ nhá. Mình nhớ có nhiều lắm. 13 đúng không? Ờ à, chết rồi. Tôi quên đem theo sách rồi. Nhưng không sao. Ở đây có sách nãy tôi có đào ra này. Lượm một cuốn Infinity. Nai cà sừ. Bây giờ thôi, trả lại cái công việc khác cho mấy khứa này đi. Đó. À, muốn học cái gì thì học đi nhá. Mình còn đang muốn trao đổi thêm cuốn sách Power File nữa các bạn ơi. Nếu được cuốn đó nữa thì xịn hơn. Mình để xem coi.
Có làng ở đây còn ông dân làng này hay không? Hình như là không. Tôi thấy còn có ông dân làng duy nhất. Tội nghiệp thiệt. Mình bào quá bào mà. Chắc là mình sẽ cần đi tìm những cái làng khác đó, các bạn ơi. À, ở đây vẫn còn thanh niên nữa này. Thanh niên này sẽ trao đổi cho mình cuốn sách, chắc là Power File lên các bạn ơi, để cây cung của mình nó có thể bắn mạnh hơn ấy. Mình cần như vậy hơn ấy. Ok, sẵn tiện thì cố gắng tham lam thêm tí nhờ. Học việc đi bro. Nice. Bây giờ lại săn thêm một cuốn sách khác là Power File. Bây giờ thì mình sẽ lấy sẵn mấy cái sách thì có sẵn rồi. Chúng ta lấy Emerald đi. 24 với bao nhiêu đây nữa chắc là sẽ được đó nha. Rồi, tổng cộng được 33 rồi. Hy vọng là sẽ được đi. Mãi thì mình mới được cái quyển Power 3 các bạn ơi. Sức mạnh 3 thôi. Nhưng mà chắc là mình sẽ lấy tạm cái này ấy. Hồi nãy mình đã tìm được sức mạnh 5, sức mạnh 4 rồi mà nó mắc cực kỳ luôn. 57 Emerald rồi, 40 mấy Emerald thôi. Chắc chỉ có Power 3 mình mới lấy được thôi. Cho nên lấy tạm đi. Sau này mình sẽ nâng cấp lên sau. Vậy thì sau chuyến này tôi đã được hai quyển sách này. Nói chung thì cũng xịn nhờ. Mình thấy cũng tương đối được ấy. Và bây giờ thì mình phải về nâng cấp cho cây cung này của mình nữa. Là chúng ta có thể tiến vào cái thế giới đó để mà chiến đấu rồi. Bây giờ thì trời cũng đã gần tối rồi. Chắc là bay một mạch về tới nhà thôi. Get go. Mình nghĩ bay về nhà nhanh thôi. Sẵn tiện trên đường đi chúng ta tìm công trình là xịn xịn nhờ. Đó. Nếu mà có đôi cánh này thì mình nghĩ là mình sẽ đi khám phá xa nhà được rất là ngon lành luôn. Thậm chí là mình sẽ có thể đi khám phá được cái thế giới kho báu một cách dễ dàng luôn ấy. Tôi bay đi đâu vậy? Có cánh cái bay từ lưa hộp dưa các bạn ơi. Có lên. Trong tập hôm nay hy vọng mình sẽ đạt được nhiều thứ. Ui. Đây công trình gì mà nó có khói sắt nữa này. Đi ngang lượm được 9 phôi ạ. Cũng hên đấy. Nhưng mà bây giờ mình không cần các bạn làm trao đổi cung tên này nữa rồi. Chúng ta sẽ bỏ nó đi và bay thẳng về nhà chúng ta thôi. Và mình sẽ chuẩn bị kích hoạt cánh cổng kho báu luôn. Đây rồi, gần tới rồi. Cái này nó bay cũng nhanh các bạn ơi. Nhưng mà có điều để mà nhanh bằng cánh cứng thì chắc là không đâu. Cánh cứng nếu mà có thể tăng tốc lên tối đa cũng nhanh lắm luôn ấy. Ok. Về nhà thôi nào. Ok. Gọn lẹ chưa? Đóng cửa lại. Cẩn thận tụi zombie các bạn ơi. Và thế là về tới nhà. U, nó rơi xuống chầm rì luôn. Ngon vậy. Bây giờ thì mình sẽ lấy những cái đe mà mình đã nhặt được. Đây đây đây, 9 cái lận. Chúng ta tha hồ gọi là chế tạo luôn. Ở đây thì mình sẽ ép cho nó cái dòng này trước. Power 3. Cái này trước đi. 4. 4 nữa. Là u. Rồi, bây giờ thì mình chỉ cần khoảng một mũi tên thôi là chúng ta có thể dùng một cách ngon lành cành me rồi. Sẵn tiện bây giờ ấy, mình cũng muốn test thử. Đây, bây giờ thì thuốc này cứ được cầm theo trong người đi. Mấy khi làng cất ở đây đi. Là khi mà chúng ta thoát ra vào lại coi, chúng ta có bị mất hiệu ứng đôi cánh không? Rồi sau đó mình sẽ kích hoạt cánh cổng và đi vào luôn nhá. U, thoát ra vào lại vẫn còn đôi cánh nữa. Vậy là sao ta? Ngon lành vậy. Ờ, bây giờ mình muốn test thuốc rồng cơ. Mình test thử coi. Wow. Đôi cánh rồng này nhưng mà mình vẫn thích đôi cánh bướm hơn. Giờ thử bay vòng xem. Ok, chúng ta bay một vòng thì wow, tính ra đôi cánh dòng animation của nó rất là tuyệt luôn á, như thật vậy. Ở giờ mình vừng dừng bay thì sao nhỉ? À, do là nó tiến hóa từ thuốc rơi chậm cho nên nó vẫn có hiệu ứng của thuốc rơi chậm luôn. Lượm tiền và ta cất mấy thuốc này vô thôi. Bây giờ chỉ cần cái lại này ở đây thôi và không biết chuẩn bị bao nhiêu đây thứ thì chúng ta có thể là đủ để mà tiến vào trong đó chưa. Nhưng mình nghĩ chúng ta phải cần thêm một ít đuốc ấy. Đuốc thì chúng ta sẽ cần gỗ đấy. Chết rồi, hình như tôi quên đem theo gỗ rồi. Mà chắc trong kia cũng sẽ có gỗ để cho mình lấy thôi, nên cũng không sao đâu ha. Bây giờ thì mình sẽ kích hoạt cánh cổng kho báu và tiến vào trong đó thôi. Chắc là không còn gì để chuẩn bị nữa đâu. Sẵn sàng thôi nào. Bây giờ thì giáp của mình á thì full rồi, đồ các thứ rồi. Có điều hôm nay phải dùng cái kiếm katan này á. À không sao, mình nhớ là mình có quyển sách xịn lắm. Đó là sắc bén 5, bây giờ mình ép luôn đi. Rồi đánh nhau cho nó tự tin hơn các bạn ơi. Channeling impact. Đây đây đây, sắc bén 5 đây. Siêu thoát holding piercing. Ok, vậy thì mình thấy công tư đó được đấy. Chúng ta ép vô luôn đi, vẫn còn tí kinh nghiệm mà. Ngại gì vết bẩn chứ. 5. Rồi, sát thương lên thành 10 rồi. Bây giờ có thể chém thoải mái rồi. Và kích hoạt thôi. Ui rồi. Và bây giờ thì chần chờ gì nữa. Dragon Red tiến vào cái thành phố này. Trời, dấp tùm lum vậy. Ủa, lần này nó không cho mình bất kỳ hiệu ứng gì luôn. Kỳ ta. Bất kỳ một cái gì luôn các bạn ơi. Và nó có bốn góc cột. Chết rồi. Quên là mình cần phải chế tạo cái thuốc nhìn trong bóng tối các bạn ơi. Ôi, nếu bây giờ có thể bay được thì mọi thứ quá đơn giản rồi. Bây giờ chỉ việc kích hoạt những cánh cổng này thôi. Bay tới bay lui lút đồ đúng dễ luôn á. Ngon. Ở đây thì chúng ta sẽ có được rất nhiều kho báu. Cái này vẫn có thể chế tạo được một loại thuốc khác nữa các bạn ơi.
Bây giờ thì chắc là hôm nay mình sẽ bỏ hết tất cả đồ loot được vào trong đây. Nhanh đấy, nhanh đấy mấy bồ. Nhưng mà lần này thì tôi chính thức là hung dữ rồi. Tôi bay như một chú chim vậy đó. Trong quần xả sinh vật. Ô, cái này là cái gỗ đúng không? À, hình như là mình đi tới đâu là tụi nó sẽ spawn tới đó các bạn ơi. Khá là hay. Bây giờ vẫn còn nhiều rương nha. Cố gắng loot thêm tí đi. Trên đây có rương không? Trên đây cũng không. Hình như ở dưới có hai cái rương ở khu vực này thôi. Loot thôi, loot thôi. Chỗ này đã loot rồi. Có một loại bánh rất lạ các bạn ơi. Ok, loot mất cái này đi. Mình có giáp xịn cho nên tụi nó đánh mình cũng không vô máu cho lắm. Tiếp tục bay qua căn phòng khác xem nào. Như vậy thì tiết kiệm được khá là nhiều thời gian đó các bạn ơi. Ở bên đây thì đây. À, thử đam không? Để coi one hit được không? Được. Tính ra là cái kiếm này one hit là vừa đủ luôn á. Vậy thì ngại gì vết bẩn nữa. Bên đây có cái trụ cột đó không? Để mình kích hoạt nhanh luôn. À, cứu phù thủy nó chọn thuốc tôi. Qua một căn phòng khác. Tính ra những cái căn phòng này nó cũng tương tự nhau á các bạn nhờ. Thấy cũng thú vị đấy. Nhưng bây giờ mình không có sợ bị rơi nữa rồi. Ok. Lúc thật nhanh. Sau này mình sẽ làm cho mình một cái backup, backup gì đó để nó tự động chứa đồ giùm mình các bạn ơi. Chứ cái kiểu này thì mình ném ra nó sẽ rộng nhặt giùm mình luôn thì sẽ rất là xịn. Ok, kim cương đồ. Kim cương, kim ơ đồ. À, one hit là one kill đó các bạn ơi. Đừng có giỡn nhé, đừng có giỡn nhé. Wow, công nhận chém một phát. Cái nó hẹo luôn, đã thật sự á. À, lão phù thủy, lão phù thủy. Lão phù thủy này cứ thích ăn hiếp. Các bạn nghe tiếng gì không? Sao nó rầm lên cái tôi quéo người luôn á. Một quyển sách xịn này. Là những cái này. Ok. Công nhận tụi này nó tới chỗ mình nhanh thiệt á. Ok. Cố gắng chiến này mình sẽ loot càng nhiều càng tốt nha. Không như chiến trước mình bỏ qua nhiều thứ quá. Kiểu nhiều thứ nó xuất hiện quá cho nên là cũng kiểm soát không nổi. Hình như chỗ này là xong rồi ha. Bay qua tiếp căn phòng khác thôi. Để coi coi. Chỗ này là lại cái chỗ đường đi có bedrock này. Mình vẫn còn ba góc cột nữa. 20 phút cho ba góc cột thì mình nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ đủ ấy. Cho nên là không phải lo đâu. Cứ tự tin mà xử lý thôi. Mình vừa dùng cái bình thuốc đầu tiên các bạn ơi. Nói chung cái này là cái gì đây? Hay ho đấy. Các bro ơi. Láo này. Dùng một bình thuốc đầu tiên nhưng mà cảm giác ở đây các bạn ơi. Nó hơi gọi là ít cái cấp cột các bạn ơi. Tôi tìm mãi không có ra. Bây giờ cứ thử đi xíu đi. Vẫn còn thời gian khá là nhiều. Dù vô tìm được một cái là cũng hơn rồi. Ok, còn ba cái cuối cùng nữa thôi. Lần này thì phải cố gắng đi tìm thật là nhanh chóng. Bắt đầu tới những căn phòng lạ rồi. Hình như là mình chưa gặp những căn phòng kiểu này thì phải. Tấn công người khác. Nhờn này, zombie này. Nhờn này. Ok. Căn phòng này không có rương hả ta? Mình nghĩ là phải có chứ nhờ. Tìm mãi vẫn chưa có cái thứ hai luôn. Kỳ lạ thật sự. Không sao. Ở đây có rương rồi này. Lúc tí an ủi tấm lòng cũng được. Tới lúc phải bỏ cả đống vô thôi. Rất nhiều đồ nha. Có mấy cái bông hoa nữa, tôi nghĩ tôi cần vứt mấy cái bông hoa này đi á. Nhờn này. Hình như vẫn còn những cái rương khác. Đây đây đây. Những cái rương ở vị trí rất là lạ. Nhưng mà hình như là mình đang ít gặp mấy cái rương đặc biệt các bạn. Mấy cái rương cần phải có linh hồn rồi chúng ta mới có thể mở được ấy. Mình đang muốn mở cái mấy cái rương rất ghê. Tại đồ trong đó cũng tương đối xịn ấy. Ok. Bắt đầu có những cái tiếng kêu quái lạ rồi kìa. Nhờn này. Zombie con. Zombie phụ huynh. Ok. Có mấy cái tiếng kêu nhìn cũng rùng rợn thật sự. Ok, có thêm cung tên. Nãy giờ mình chưa có cơ hội dùng mấy cái cung tên ấy. Nhưng mà dùng kiếm nó có vẻ đơn giản hơn nên chúng ta cứ dùng thôi. Những cái rương này thì tôi đã xử lý xong ở trên đây vẫn còn. Chỗ này thì mấy cái này nãy giờ mình thấy khá là nhiều nhưng mà mình không biết nó có cái tác dụng gì á. Nên cứ giữ nhá. Ở đây vẫn còn đường đi, mình sẽ đi thẳng đi. Nãy giờ đang đi thẳng các bạn ơi. Thử xem coi. Có cái chỗ khác có góc cột cho mình không? Còn 15 phút cuối cùng thôi, cố lên. Ở đây thì đây đây, có rồi, tuyệt vời. Đây, chúng ta đã tìm được cái thứ hai rồi. Còn hai cái nữa. Cố gắng đi tìm xíu sẽ được kim cương này. Chỗ đây hình như cũng không có các bạn ơi. Ok. Hơi buồn đấy. Ở đây chúng ta cứ loot thêm rương đi. Tìm những thứ lạ lạ, những quyển sách này cũng sẽ có rất có giá trị. Ơi, mấy sợi dông, sợi lông này chúng ta có thể làm được gọi là mấy cái đôi cánh mới các bạn ơi, cánh thiên thần. Ui trời, 7 rồi, rương 7. Ripper này. Zombie này. Tính ra cái ải này thì nó không khó đối với mình nha. Chúng ta nãy giờ đang khá là không có chật vật như là cái lần trước. Lần trước hơi chật vật chút xíu. Vừa thiếu máu rồi vừa thiếu các thứ nữa. Lần này thì mình chuẩn bị kỹ quá. Cho nên là chúng ta đang khám phá tương đối thoải mái nha. Như hồi nãy là mình thấy bên đây. Chúng ta có thể bơi xuống nữa.
À, có đường. Có đường các bạn ơi. À, vậy đây có dấu sao? Ở những cái mũi tên này chúng ta có thể dùng được không vậy? Wow, cái đường này thì xịn nha. Ôi, bẫy rồi, bẫy lên thôi. Dùng cái kỹ năng này để phá độc. Ờ không, hết độc luôn rồi. Vậy thì thôi. À, ở đây thì hình như còn đường không? À, may quá vẫn còn đường đi cho mình. Cái thứ ba kia rồi, tìm mãi nó mới xuất hiện các bạn à. Đúng rồi. Lần này nó ăn giùm mình mất cái gì vậy? Mà sao tự nhiên tôi chạy nhanh quá vậy? Rồi, xuất hiện cái thứ ba rồi. Kiểu như nó ăn tự động cho mình ấy, là mình không biết nhiều khi nó ăn cho mình cái gì. Cho nên chúng ta ăn trúng mấy cái này rồi. Nhưng mà cho mình cái hiệu ứng xịn thì ta cứ ok thôi ha. Nhưng mà nãy giờ thì mình thấy mấy cái đường ở đây á. Oh. Wow, có giống cái đường xịn đây sao? Đầu quy rồi, may quá được một cái đầu luôn. Ngon. Đụng được nhá. Zombie à? Tự nhiên mình có cái dòng. Quá trời dòng luôn. Ăn trúng cái gì mà có cái hassle vậy? Hay đấy, tiếp tục đi qua những cái đường này để mình đi săn thêm những thứ xịn coi. Cái đường này hơi lạ nha. Và bên đây có phải đây. Chết rồi, tới cái thứ tư rồi các bạn ơi. Chúng ta đã tới được cái thứ tư rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đánh nhau với boss luôn. Mình vừa chuẩn bị thêm một ít đồ ăn thức uống các bạn ơi, để mà đối phó tụi này mình không biết đối phó nổi hay không nữa. Nhưng mà cứ chiến thôi, bây giờ mình mạnh mà, cũng còn nhiều máu. Kích hoạt luôn nhờ. Hay là phải đánh nhau tụi zombie trước. Ủa sao có con này mạnh vậy? Ủa con này là boss à? Cái con zombie này mạnh đấy, cả mấy con zombie con nữa. Chưa gì mà nó bào tôi ghê á. Ok. Chết đi. Nhờn này anh bạn nhờn này. Nhanh, tôi còn kích hoạt góc cột nào. Ok. Một phát ăn luôn nào. Coi đó là ai? À con Blaze. Con Blaze các bạn ơi. Ok. Có cách nào tôi bêm cho nó chết luôn không? Ok. Nhờn này. Một con Blaze bình thường thôi. Nhờn này. Ok. Vậy là bốn góc cột nó sẽ ra con Blaze à. Ok, ủa sao hết thời gian luôn rồi? Nhanh vậy. Ok, mình chừa táo vàng đi về nhà chế tạo cái thứ nha. Nhặt được cái rương của boss rồi. Chết rồi. Như vậy thì mình không kịp còn loot mấy cái rương còn lại nữa. Thuốc hồi máu, được nha. Vậy là mình đi về luôn rồi. Ok. Chiến này với con boss nó dễ các bạn ơi. Lần trước con boss nó khó cực kỳ luôn á. Ok, chiến này xịn, thích. Bây giờ thì test thôi nhờ. Chuyến đi này thì được nhiều thứ hay ho đấy. Nhưng mà mình đã nhận ra chúng ta phải cần chế tạo một cái backpack khác để chứa riêng đồ ăn thôi. Không nó sẽ ăn từ lô hộp vui giùm mình. Nó rất là mệt. Bây giờ chúng ta làm trước cái backpack đi. Rồi chúng ta sẽ open mấy cái đồ đó sau. 4 da thuộc, một cái rương. Mình đang có 3 da thuộc hả? Tính ra vẫn chưa có đủ các bạn à. 3 da thuộc thì làm sao? Ở đây thì hết da thuộc luôn rồi. Vậy thôi, thì tính sau vậy. Unbox mấy cái đồ chúng ta đã từng tìm được. Có bốn cái giver này mình không biết cái công dụng nó là gì. Cái Hellfire PUB nó là một dạng trader luôn. Ok, cứ để dành cái này đi. Mấy cái Benitoid này thì để chế tạo những cái này à. Đa phần mình thấy nó có vẻ như là trang trí hơn. Còn mấy cái Fragment này thì để chế tạo những cái miếng này. Ok, khá là quen rồi. Cái nào mà mở được thì mình sẽ lấy ra để mà mở nhé. Ôi, chiến này được một cái đầu lâu rất là xịn. Hai quyển sách Holding 4. Hai quyển sách cũng tương đối là bình thường các bạn ơi. Cũng ok. Ngoài ra thì mình còn được thêm một cái rune này của boss. Không biết sẽ cho mình cái gì nhờ. Quá trời đồ luôn này. Bỏ mấy thứ này vô đây luôn. Nhiều đồ thật. Mình sẽ lấy mấy cái này ra lại đi. Để xem coi chúng ta dùng được như thế nào. Rất nhiều kinh nghiệm. Rất là nhiều kinh nghiệm và được một cái Vol Color Stick này luôn. Ok. Bây giờ kinh nghiệm thì ta cứ để ra đi. Đặt mấy cái này ra. Sao nó làm tất cả bị sáng lên vậy? Đặt cái này ra là nó sẽ sáng lên nhiều thứ lắm. Có cái nào là của mình không? Bây giờ Giver. Có cái nào của Red Khoai to không nhờ? Toàn high skin lạ không nhờ? Mình sẽ đặt 4 cái ra luôn đi. 3 cái chứ. Ok. 4 này. 4 cái skin khác nhau các bạn ơi. Nó như kiểu là một cái những cái quà đồ thôi. Thôi Toàn ơi. Không được. Khối này đi ra bây giờ. Chặn lại. Ok. Mình sẽ gọi là lắp lại cái này sau các bạn yên tâm. Trời ơi, lỡ ven mai một phát nó lỡ hết cái chỗ này luôn. Xíu tí nó lọt ra ngoài rồi. Tiếp tục sử dụng những cái này.
Ok, mình không biết nó có tác dụng gì nữa. Ơi, nhưng mà của mình lên được một rồi nè. Của mình lên được một và mở được một cái skill rồi. Tính ra khám phá cực vậy mà mới được có một thôi á. Mình sẽ cố gắng tìm cái để mở nha. Hình như chúng ta có thể reset Waystone rồi đó. Ừ, mình sẽ reset Waystone nhờ. Waystone đâu ta? Waystone. Mình nhớ lần trước. Đây 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 đây. Ủa không, cái này là phải làm sao mới có thể mở được các bạn à? À, thì ra là vậy sao? Ở đây mình được hai cái này, Mr. xương với cà rốt vàng. Cũng hơi hơi này nọ lỏ cha đấy. Trader Core một cái này nữa. Và được cái này và một quả táo lạ với những cái chim lạ luôn. Cái này dùng để chế tạo ra những cái gì đó, những cái máy các bạn ơi. Ok. Quả táo này thì cho mình 10% resistance trong 2 phút. Cũng được. Cái này để đi đánh nhau với boss được này. Khá là hay ho. Rồi, tổng kết lại thì chỉ được những món đồ đó thôi. Mình nhớ là có quân chương, quân chủng gì nữa mà ta. Và hai mảnh vỡ cổ đại. Ngoài ra cái này thì dùng như thế nào thì mình không biết nữa. À, cứ chỉ cần đi ra được rồi nè các bạn ơi. Tại cái chỗ này nó hơi quá chạy đậu đây. Nhưng mà tóm cái váy lại thì trong tập hôm nay thì mình đã chế tạo được những đôi cánh này, nâng cấp được một tí trang bị và đã vượt qua được ải đầu tiên và dư được một level này. Cái này thì mình sẽ cố gắng cân nhắc để mà chúng ta có thể sử dụng được cho nó xịn sò nhé. Và có vẻ trong tập hôm sau thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng gọi là đi khám phá hai ba ải cùng một lượt luôn để chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ nhé. Và các bạn, như tập này hôm nay của mình tới đây kết thúc rồi. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Và đừng quên đón chờ tập mới vào ngày mai nhé. Ok, và tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn ngày mới thật là tốt lành.